Nghỉ Tết Dương đi chợ vùng cao anh em nhé. Chào lên. À. Đấy, cho nó lên một đu. Đó túi đây. Đó, đu cái này đã. Làng văn hóa 54 dân tộc anh em nhé. Đây là thắng cố anh em nhá. Ô vào đồng bọn đi. Đi đâu? Lên đây. Lên đây. Lên đây. Lên đây. Lên đây. Lên đây. Lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
di tích lịch sử mà trẻ con đi trèo dẫm chân lên kia, bắt phạt tù hết. Vui chứ, Đức không phải con ruồi. Cỏ Nhật mà đi dẫm chân như này, Đức không phải con ruồi. Lên đây.